Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết trí, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, nếu đại Bồ Tát nghe nói các pháp viễn ly, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng sầu lo hối tiếc, thì nên biết đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 345.